chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh 1975 thân mến, lẽ đời chúng ta cười nhưng lòng đang đau đớn, vẫn tươi vui nhưng sự chán chường không nguôi. Chúng ta tự khẳng định bản thân nhưng bên trong trống rỗng, thực hiện những điều cần làm nhưng thiếu đi sức mạnh để đấu tranh tiếp tục. Người khác nghĩ rằng chúng ta chỉ thèm thuồng chán trường, nhưng thực tế bên trong lòng ta như một bầu trời bão táp, là biển cả nghĩ suy. Có một câu ca dao cổ cho rằng, có làm thì mới có ăn, không ai đem phần cho ta một cách dễ dàng. Trên thế giới này, mỗi cuộc đời mang một câu chuyện, một số phận riêng. Tuy nhiên, liệu Ất Mão đã từng tự hỏi tại sao có những người hiền lành, siêng năng, đầy tâm huyết phải gánh chịu sự khổ đau và vất vả, dù họ làm việc cật lực mà vẫn chẳng đủ để sống, ngày càng nợ nần chồng chất. Trong khi đó, có những người sinh ra đã được hưởng phú quý, sống trong sự an nhàn và tài chính thừa thải, không lo lắng về điều gì. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới. Chúng tôi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được, quý bản mệnh tuổi Ất Mão sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Ất Mão có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn. Tuổi Ất Mão sinh 1975 cầm tinh con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong tất cả 12 con giáp. Người tuổi Ất Mão sinh 1975 thuộc mệnh thủy, thì xét theo nạp âm làm mệnh đại khê thủy, tức nước từ dòng suối lớn. Người mang mệnh này có tính cách ôn hòa, hiền lành nhưng rất khéo léo. Họ thích giúp đỡ người khác và coi đó là niềm vui của mình. Quý bản mệnh của cũng là những người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Đến khi trưởng thành, nếu được làm việc trong môi trường phù hợp, họ sẽ là những nhân viên ưu tú, ham học hỏi và có vốn kiến thức rất sâu rộng, sáng tạo không ngừng nghỉ. Người mệnh này rất thích sự tự do, thoải mái, ghét bó buộc trong khuôn mẫu, nhưng mà họ cũng là người làm việc theo cảm hứng. Gặp phải việc không có hứng thú thì sẽ lười nhác và khó đạt được kết quả như ý muốn. Vì tuổi Ất Mão thuộc hành mộc và năng lượng mộc kép này giúp cho người Ất Mão có đặc trưng tính cách là vô cùng hào phóng và luôn biết cảm thông, thấu hiểu với người khác. Người tuổi này luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Đôi khi họ tốt bụng quá nên dễ bị lợi dụng mà lại không biết cách từ chối yêu cầu của người khác. Ất Mão đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp và thích cái mới. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sống thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại, còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiết thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh để đi tới thành công. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tinh nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt,
luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật như sống tự do, tự tại, sống lạc quan, yêu đời, lương thiện và bao dung. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay dài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn. Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột. Họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người và vì vậy, họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy, họ được coi là người bạn đáng tin cậy, với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh. Họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyên gia với những người bạn trong công việc. Ất Mão luôn cần cù, chăm chỉ mà chẳng bao giờ sợ hãi hay là đầu hàng trước khó khăn. Họ chẳng bao giờ biết nịnh nọt ai và cũng chẳng bao giờ tranh cướp của ai cả. Họ chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mà luôn được mọi người đánh giá rất cao, vì cho rằng họ xứng đáng nhận được sự khen thưởng của cấp trên là điều tất nhiên. Ất Mão là người thành thật nhưng lại có con mắt rất tinh đời. Họ biết rằng lúc nào mình nên làm việc gì, khi nào mình cần phải thể hiện năng lực cho người khác biết. Nhờ chọn đúng thời điểm chứng minh bản thân mà họ giỏi nắm bắt cơ hội một cách rất dễ dàng và nắm chắc cơ hội thăng tiến trong tay, về sau chắc chắn sẽ là người chức cao vọng trọng. Vận mệnh Ất Mão khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng. Họ thường may mắn được người giúp đỡ hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây thì đều là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Ất Mão được thiên phú, tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào và hãnh diện. Đến khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích nên kiến thức uyên bác và sâu rộng. Còn trong công việc thì họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Ất Mão phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh. Đặc biệt tuổi này có lộc nên kinh doanh, nên có duyên buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay là các lĩnh vực như văn phòng liên quan đến gỗ sấy, quần áo, vải dóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Ất Mão dễ bị hao tốn tiền nong lãng phí vì cách sống, nhờ có tài lộc lại hưởng lộc nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi, nhiều người đã có sự tích lũy tiền bạc rồi, càng về già thì cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Ất Mão phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ càng và cẩn thận như vấn đề doanh nghiệp, biên dịch, cố vấn. Vì chính tính cách của họ đã luôn thận trọng, khi làm các công việc này thì khả năng, năng lực của họ sẽ được thể hiện rất rõ. Không những thế, nhờ mối quan hệ bên ngoài hoàn hảo nên các nghề như lễ tân, tiếp thị đều phù hợp để thể hiện được đúng tính cách, có thể phát triển và hoàn thiện được bản thân. Ất Mão không nên thử sức với những người có tính khốc liệt, cạnh tranh vì họ không phù hợp. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ nhưng làm việc rất hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nữ mệnh tuổi Ất Mão là người dịu dàng,
tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó, sẽ chỉ là uổng công. Nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dùng toàn bộ sức lực và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc, bản chất hào phóng và hòa đồng giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được nhiều tiền nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi họ hẹn, họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây trói, thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người. Khi đùa giỡn với người thứ ba, họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ thì cuối cùng họ cũng dẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nam mệnh có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác nhưng được sung sướng về mặt tinh thần. Cuộc đời của họ không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Họ có số hưởng được sự giàu sang và có thể thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến thời kỳ tuổi già, tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Ất Mão sinh 1975. Đúng 7 ngày tới mang theo không khí của sự thay đổi và những thử thách cho người tuổi Ất Mão. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy cuộc sống của bạn trong giai đoạn này không hề dễ dàng. Những lực từ công việc, cuộc sống và cả mối quan hệ xung quanh đều khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là hoàn cảnh mà là cách bạn đối diện với những khó khăn này mỗi khi bạn than phiền về số phận. Sức mạnh và niềm tin vào chính mình như một ngọn đèn nhỏ trước gió. Nếu không cẩn trọng, bạn dễ dàng bị thổi tắt. Vì thế, thời điểm này là lời nhắc nhở quan trọng, khuyến khích bạn tìm kiếm sức mạnh nội tại chứ không chỉ dựa vào vận may hay sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bạn chính là người quyết định cuộc sống của mình và cũng là người duy nhất có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Hãy nhớ rằng, sự độc lập là chìa khóa cho sự thành công trong thời điểm này. Dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, người tuổi Ất Mão cần phải học cách đứng vững trên đôi chân của mình. Mỗi hành động, mỗi quyết định trong thời gian này cần phải có kế hoạch và suy tính cẩn thận. Việc phó mặc cho số phận hoặc dựa dẫm vào người khác sẽ chỉ đem lại sự thất vọng và có thể làm lãng phí thời gian quý giá. Vì thế, hãy tự vạch ra con đường cho riêng mình, bước đi với sự mạnh mẽ và tự tin. Sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh trong thời điểm này là một lời cảnh báo không thể coi thường. Người tuổi Ất Mão cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của mình. Những dấu hiệu nhỏ về sức khỏe không nên bị bỏ qua, bởi vì chỉ một chút chủ quan có thể dẫn đến những trì hoãn không đáng có, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống. Thời gian này, hãy ưu tiên chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi hợp lý và tránh lao lực quá mức. Hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất để bạn có thể tiếp tục hành trình của mình. Một tin vui đáng chờ đợi là sự xuất hiện của tam hợp, mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc cho cả người độc thân và những ai đã có đôi. Đối với người độc thân, thời điểm này có thể là thời điểm bạn gặp được người tâm đầu ý hợp, cảm thấy trái tim rung động một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc. Đối với những người đang trong mối quan hệ, đây là cơ hội để tình cảm của hai bạn được thăng hoa, thêm phần gắn kết. Tuy nhiên, hãy tránh để bản thân trở nên quá đòi hỏi hay giận dỗi không lý do, vì điều đó có thể khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu và tạo ra những xung đột không cần thiết. Đúng 7 ngày tới không chỉ mang đến những thử thách mà còn là cơ hội để người tuổi Ất Mão khẳng định bản thân, thay vì loay hoay trong sự mệt mỏi và bất mãn. Hãy xem đây là thời gian để phát triển sức mạnh tinh thần độc lập và tự chủ hơn trong mọi quyết định của cuộc sống. Khi bạn học được cách kiên định với bản thân, cuộc sống sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Hãy luôn nhớ rằng, vận mệnh chỉ là một phần,
Điều quan trọng hơn chính là cách bạn tự mình bước đi trên con đường đó. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới. Bước vào 7 ngày tới, người tuổi Ất Mão sẽ đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp. Tỷ kiên xuất hiện như một rào cản, mang theo những khó khăn và trở ngại bất ngờ. Đó có thể là những tình huống không mong muốn, những dự án bị trì hoãn hay sự thiếu hỗ trợ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, thay vì lo lắng hay cảm thấy bất mãn, thời điểm này khuyên bạn nên lùi lại một chút, tạm thời giữ khoảng cách với những trách nhiệm không cần thiết. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ được nguồn năng lượng của mình, mà còn cho phép bạn tập trung vào những công việc thực sự quan trọng và phù hợp với bản thân. Trong giai đoạn này, khái niệm liều lĩnh không thực sự dành cho bạn. Dù có gặp khó khăn, điều quan trọng là phải giữ một cái nhìn bình tĩnh và quan sát mọi thứ xung quanh. Sự khôn ngoan ẩn giấu trong những điều bình thường có thể sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua những thử thách. Hãy tận dụng thời gian này để học hỏi, thu thập thông tin và xây dựng nền tảng vững chắc cho các bước tiếp theo. Thời điểm này, Nguyệt lệnh Lâm Quan nhắc nhở bạn về sự vất vả không thể tránh khỏi trong công việc. Dường như bất cứ việc gì bạn bắt tay vào đều cần đến nỗ lực gấp đôi, thậm chí là gấp ba đều hoàn thành. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, bạn sẽ phải tự lực cánh sinh. Điều này có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn lúc này mới là chìa khóa để thành công. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy muốn than phiền, nhưng hãy cẩn trọng. Cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn riêng, và sự chán nản hay oán trách chỉ khiến bạn mất đi tinh thần chiến đấu. Hãy giữ vững lập trường, tập trung vào việc của mình và tiếp tục nỗ lực từng bước một. Thời điểm này không hề dễ dàng, nhưng chính những trở ngại mà tỷ kiên mang lại lại là bài học quý giá để bạn trở nên thận trọng và điềm tĩnh hơn. Đừng để những khó khăn trước mắt làm bạn chùng bước, bởi mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Dù bạn có cảm thấy rằng hành trình này dài và gian nan, nhưng mục tiêu không còn xa nữa. Chỉ cần bạn kiên nhẫn và tiếp tục phấn đấu, ước mơ của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực. Thành công không đến từ những bước nhảy giọt, mà từ những bước đi kiên định và bền bỉ. Hãy nhớ rằng trở ngại chỉ là một phần của cuộc hành trình, giúp bạn trui rèn bản thân và chuẩn bị cho những thành quả lớn lao hơn trong tương lai. Cuối cùng, thời điểm này khuyên bạn hãy dành thời gian cho chính mình, tránh xa những trách nhiệm không cần thiết hay những áp lực từ bên ngoài. Khi bạn tập trung năng lượng vào những mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy con đường đúng đắn. Sự tập trung và kiên nhẫn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất giúp bạn vượt qua thời điểm này với sự thành công và trưởng thành trong sự nghiệp. Đúng 7 ngày tới sẽ là thời điểm để tuổi Ất Mão học cách giữ vững sự bình tĩnh, biết lùi bước đúng lúc và kiên nhẫn trước những thách thức. Bạn càng kiên định và cẩn trọng, con đường đến với thành công càng mở rộng trước mắt. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão có nhiều khởi sắc, mang lại những cơ hội đáng giá. Nhờ ngũ hành tương sinh, vũ trụ dường như đang mở ra trước mắt bạn một cánh cửa tươi sáng, nơi mà mọi công sức nỗ lực của bạn bấy lâu nay đều được đền đáp xứng đáng. Không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về mặt tiền bạc, mà còn là sự trưởng thành trong cách bạn quản lý và sử dụng tài chính của mình. Hãy nhớ rằng, tài lộc không đến một cách dễ dàng, mà là thành quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Trong thời điểm này, nhiều người làm kinh doanh sẽ đặc biệt bận rộn. Bạn có thể cảm thấy như mình không có thời gian để chăm lo cho bản thân vì công việc và những cơ hội kiếm tiền liên tiếp ập đến. Nhưng đổi lại, số tiền bạn kiếm được cũng không hề nhỏ. Những khoản lợi nhuận đáng kể đang chờ đợi bạn, chỉ cần bạn biết nắm bắt thời cơ và tận dụng chúng một cách khéo léo. Không chỉ là những con số trong tài khoản, sự độc lập tài chính trong thời điểm này còn là bài học quý giá về việc tự mình đứng vững trên đôi chân khi bạn tự tay làm mọi việc. Không chỉ tiền bạc mà cả những kinh nghiệm quý báu cũng được đúc kết theo từng ngày. Điều đó càng làm bạn trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong việc điều khiển dòng chảy tài chính cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, bát bạch nhập cung chính tây nhắc nhở bạn cần cẩn trọng trong chi tiêu. Tiền bạc đến dễ dàng nhưng cũng có thể trôi qua rất nhanh. Nếu không được quản lý khôn ngoan, hãy biết trân trọng sức lao động của mình bằng cách chi tiêu vào những thứ thực sự cần thiết. Việc mua sắm không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui lâu dài,
nên tránh lãng phí và hãy để dành cho những khoản đầu tư giá trị hơn trong tương lai. Thời điểm này, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện trước mắt như một lời mời gọi đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, việc bạn có thể nắm bắt được cơ hội đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết tâm và năng lực của bạn. Đừng nghĩ rằng ai cũng có cơ hội như nhau, bởi khả năng và tư duy tài chính sẽ quyết định kết quả. Người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ biết cách tận dụng cơ hội này để khiến tiền đổ đầy túi, trong khi người thiếu kinh nghiệm có thể để dược mất. Lời khuyên dành cho bạn trong thời điểm này là hãy dành thời gian để suy ngẫm, phân tích kỹ lưỡng từng cơ hội đến. Đừng vội vàng lao vào bất kỳ dự án nào mà không có sự tính toán. Thay vào đó, hãy chọn những kế hoạch thật sự phù hợp với năng lực và tầm nhìn của mình. Trong thời điểm này, tài lộc đối với tuổi Ất Mão không chỉ là những con số trên giấy tờ, mà còn là sự trải nghiệm và trưởng thành qua từng thử thách. Hãy biết trân trọng từng giây phút bạn đã bỏ ra để kiếm tiền và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Tiền bạc có thể đến rồi đi, nhưng kinh nghiệm và sự tự tin sẽ luôn ở lại, giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và tài chính của mình. Nhớ rằng, tài lộc không chỉ là số lượng mà còn là chất lượng trong cách bạn sử dụng nó. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới sẽ mang đến cho người tuổi Ất Mão một làn gió mới trong chuyện tình cảm, mở ra những cơ hội đặc biệt và những khoảnh khắc ngọt ngào đối với bạn. Đây là thời điểm vàng để vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với người thương. Tam hợp, một dấu hiệu cát lành xuất hiện trong vận trình tình cảm của bạn trong thời điểm này, như một món quà từ vũ trụ giúp hai bạn tìm thấy tiếng nói chung, đồng lòng cùng vượt qua những thử thách của cuộc sống. Tuổi Ất Mão thời điểm này được khuyến khích không chỉ là một người yêu dịu dàng mà còn là một cá nhân tự tin, sẵn sàng thể hiện bản sắc riêng. Đừng ngần ngại trở nên chủ động hơn trong cách tiếp cận tình yêu. Tam hợp mang lại cho bạn sức mạnh để mạnh dạn thể hiện bản thân. Điều này sẽ giúp bạn và người ấy càng hiểu nhau sâu sắc hơn. Sự chủ động không chỉ giúp mối quan hệ thăng hoa mà còn tạo ra sự kết nối bền chặt giữa hai người. Khi bạn đủ dũng cảm để mở lòng, đối phương sẽ cảm nhận được sự chân thành và sẵn sàng đáp lại bằng tình cảm nồng nàn. Tam hợp không chỉ đại diện cho sự kết nối, mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa trái tim và tâm hồn. Đây là thời điểm tuyệt vời để cả hai cùng nhìn về một hướng, hỗ trợ lẫn nhau và tận dụng điểm mạnh của mỗi người để bù đắp cho những yếu điểm còn tồn tại. Nếu như trước đây, bạn cảm thấy mình đơn độc trong hành trình cuộc sống, thì thời điểm này tình yêu sẽ là nguồn động lực to lớn, không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn đem lại cho bạn sự bình an, niềm vui và hạnh phúc. Dù bạn đã cố gắng tự mình vươn lên, nhưng chính tình yêu đích thực sẽ là điểm tựa, là cánh cửa mở ra những điều bất ngờ mà có lẽ bạn chưa từng nhận ra rằng mình cần. Đừng ngại dựa vào người thương, bởi tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn mà còn là hành trình của sự hỗ trợ, cảm thông và sẻ chia. Hai trái tim hòa là một, cùng nhau đối diện với mọi thử thách. Đối với những người độc thân, đúng 7 ngày tới là khoảng thời gian đầy hứa hẹn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò từ những mối quan hệ mới mẻ cho đến những người bạn đã để mắt từ lâu. Không khí của tam hợp cũng giúp bạn dễ dàng hơn trong việc mở lòng đón nhận những cơ hội mới. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn, bởi trong những cuộc gặp gỡ đó có thể có một người đang chờ đợi để trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống của bạn. Sự xuất hiện của những mối nhân duyên tiềm năng sẽ đem lại cho bạn nhiều lựa chọn, nhưng quan trọng hơn cả là lắng nghe trái tim mình. Đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều to lớn mà ở những cử chỉ nhỏ nhặt, chân thành mà đối phương dành cho bạn. Hãy tin rằng, tình yêu sẽ đến khi bạn sẵn sàng đón nhận và khi bạn thực sự tìm thấy giá trị của bản thân trong mối quan hệ thời điểm này. Vận trình tình cảm của bạn được sao cát lành chiếu sáng, vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để vun đắp cho mối quan hệ của mình. Tình yêu cần sự kiên nhẫn, sự chân thành và cả lòng bao dung. Đừng vội vã, cũng đừng áp lực. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên như dòng nước trôi nhẹ nhàng. Tình yêu của bạn sẽ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Với những người đã có đôi, hãy nhớ rằng tình yêu đích thực là khi hai người cùng hợp sức để vượt qua sóng gió, chứ không phải chỉ là những lời hứa hẹn ngọt ngào. Sự hỗ trợ và cảm thông từ đối phương sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vững tin hơn trong cuộc sống. Còn với những trái tim cô đơn, hãy mở rộng lòng mình. Đừng để nỗi sợ thất bại ngăn cản bạn tìm kiếm hạnh phúc. Tình yêu sẽ đến nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng bước ra và đón nhận nó. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng 7 ngày tới.
Đúng 7 ngày tới của tuổi Ất Mão mang theo những lời cảnh báo quan trọng về sức khỏe, nhất là khi Bạch Hổ hung tinh xuất hiện. Đây là dấu hiệu nhắc nhở mạnh mẽ rằng, nếu bạn không quan tâm đến sức khỏe của mình, những hệ lụy có thể ập đến bất ngờ, gây ra nhiều phiền toái không đáng có. Bạch Hổ mang điềm báo về tai họa, vì vậy bạn phải cực kỳ thận trọng trong mọi hoạt động, đặc biệt là khi di chuyển hay tham gia giao thông. Thời điểm này, bất kỳ sự lơ là nào trong lúc di chuyển cũng có thể gây ra những sự cố đáng tiếc. Điểm hung từ Bạch Hổ không phải để làm bạn lo lắng mà để nhắc nhở bạn biết tự bảo vệ mình tốt hơn khi tham gia giao thông. Hãy tránh tuyệt đối những hành vi phóng nhanh vượt ẩu hay lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Đặc biệt, không nên sử dụng rượu bia khi bạn đang là người cầm lái, bởi một phút thiếu kiềm chế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà không ai mong muốn. Sự an toàn của bạn và những người xung quanh là điều vô cùng quý giá. Hãy nhớ điều này để luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Không chỉ về vấn đề đi lại, thời điểm này còn là thời điểm mà sức khỏe thể chất của bạn cần được chú ý nhiều hơn. Nếu bấy lâu nay bạn quá bận rộn mà quên đi việc tập thể dục, đây là lúc thích hợp để dành thời gian cho việc chăm sóc cơ thể. Những dấu hiệu mệt mỏi, uể oải có thể dần xuất hiện nếu bạn không có chế độ vận động hợp lý. Thể dục không chỉ giúp bạn cải thiện thể lực mà còn là cách để giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng cho cuộc sống. Tuy nhiên, đừng quá tham lam trong việc tập luyện. Tập thể dục là tốt nhưng mọi thứ đều phải có chừng mực. Tham gia thể thao quá mức có thể gây tổn hại cho cơ thể, nhất là khi bạn cố gắng vượt quá giới hạn của mình. Sự cân bằng trong việc luyện tập mới thực sự mang lại sức khỏe bền vững. Bạn không cần phải dồn hết năng lượng vào một vài lần tập luyện cật lực, mà thay vào đó, hãy tập trung vào việc duy trì một chế độ luyện tập đều đặn và vừa phải. Chỉ khi bạn chăm sóc cơ thể đúng cách và biết lắng nghe nó, sức khỏe mới thực sự là nguồn năng lượng lâu dài, giúp bạn vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống. Ngoài ra, thời điểm này cũng là thời điểm bạn cần chăm lo cả về tinh thần. Sức khỏe không chỉ là thể chất, mà còn là sự cân bằng giữa tâm trí và cơ thể. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, áp lực trong công việc hay cuộc sống, hãy tìm đến những cách để giải tỏa, thiền định, yoga hay đơn giản chỉ là dành thời gian để thư giãn và suy ngẫm cũng là những phương pháp hữu hiệu, giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh và sáng suốt. Đúng 7 ngày tới này, với sự hiện diện của hung tinh Bạch Hổ, hãy xem đây là cơ hội để bạn tái định hình thói quen sinh hoạt của mình. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên đi sức khỏe, hãy biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và bản thân, giữa công việc và nghỉ ngơi. Mọi thành công trong cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu sức khỏe của bạn không được bảo vệ đúng cách. Vì thế, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân, từ việc ăn uống đúng giờ, luyện tập đều đặn đến việc giữ tinh thần thoải mái. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất và chỉ khi bạn trân trọng nó, bạn mới có thể tiến xa hơn trên hành trình cuộc đời. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Ất Mão sinh 1975. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Trong thời điểm này bắt đầu với một số chuyển biến mới mẻ nhưng đầy thử thách đối với tuổi Ất Mão, Nguyệt lệnh lâm quan ảnh hưởng mạnh mẽ đến công việc. Yêu cầu bạn phải dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhiệm vụ, khả năng cao bạn sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ không mong đợi hoặc những vấn đề cần giải quyết ngay lập tức. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy áp lực, hãy nhìn nhận đây là cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân. Về tài chính, trong những ngày này có dấu hiệu khởi sắc, ngũ hành tương sinh mang lại những cơ hội đầu tư hoặc nguồn thu nhập bất ngờ. Tuy nhiên, bạn nên giữ một thái độ thận trọng và không nên quá mạo hiểm. Bát Bạch nhập cung chính Tây tạo cơ hội lớn trong việc kiếm tiền, nhưng cũng nhắc nhở bạn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào liên quan đến tài chính. Sức khỏe là yếu tố cần chú ý trong thời gian này. Bạch Hổ hung tinh đang rình rập, đặc biệt là trong việc di chuyển, bạn cần cẩn trọng khi tham gia giao thông. Nếu có thể, hãy giảm thiểu việc đi lại xa để tránh những rủi ro không mong muốn. Đặc biệt, tránh việc thức khuya và làm việc quá sức. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể của bạn. Tình duyên trong thời điểm này cũng có dấu hiệu thuận lợi nhờ vào sự xuất hiện của tam hợp. Những ai đang trong mối quan hệ sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn và hiểu nhau hơn. Người độc thân có thể nhận được lời mời gặp gỡ,
hẹn hò, hãy mở lòng đón nhận nhé. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Thời điểm này, công việc của tuổi Ất Mão có phần ổn định hơn, nhưng bạn vẫn phải đối mặt với những khó khăn tiềm ẩn, ỷ kiên khiến bạn dễ gặp trở ngại trong các mối quan hệ đồng nghiệp hoặc đối tác. Có những lúc, bạn cảm thấy như mình đang bị cô lập hoặc không nhận được sự hỗ trợ mong đợi. Đây là thời điểm mà bạn cần học cách độc lập và tin tưởng vào khả năng của chính mình. Tử vi nhắc nhở bạn hãy cố gắng giữ vững lập trường, không nên quá phụ thuộc vào người khác trong việc giải quyết công việc. Về tài lộc, bạn có thể phải chi tiêu nhiều hơn trong thời điểm này cho những nhu cầu cá nhân hoặc gia đình. Mặc dù nguồn thu vẫn ổn định nhưng không tránh khỏi những khoản chi không mong đợi. Điều quan trọng là bạn cần quản lý tài chính một cách hợp lý, tránh lãng phí. Trong chuyện tình yêu, các cặp đôi có thể gặp một số hiểu lầm nhỏ do thiếu sự chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau. Đây là thời điểm để bạn thể hiện sự quan tâm đến đối phương và cố gắng cải thiện mối quan hệ. Người độc thân có thể gặp một người thú vị qua các sự kiện xã hội hoặc những cuộc gặp gỡ bạn bè. Đừng ngại thể hiện cảm xúc của mình, đôi khi sự chủ động sẽ mang lại cho bạn những cơ hội tuyệt vời. Về sức khỏe, hãy chú ý đến cơ thể mình, đừng để áp lực công việc làm bạn kiệt sức. Nếu có thể, hãy dành thời gian để thư giãn, tập thể dục nhẹ nhàng hoặc tham gia các hoạt động giúp bạn tái tạo năng lượng. Quý khán giả thân mến, theo lời Phật dạy, con người sống ở trên đời không thể tự sinh tự dưỡng, tự trưởng, nên tất phải nhờ cậy đến người khác. Từ đó sinh ra bốn ân đức lớn mà con người phải báo. Một là ân đức của cha mẹ ở trong trời đất. Cha mẹ là người sinh dưỡng giúp chúng ta đại thừa bản sinh tâm địa. Công lao của cha của mẹ cao như núi rộng, như bể, là ân đức lớn mà con người phải báo đáp đạo hiếu. Theo Phật giáo, biểu hiện ở ba điều phụng dưỡng cha mẹ, dâng đồ ăn ngon là tiểu hiếu, công thành danh toại. Làm rạng rỡ tổ tông để cha mẹ vui lòng là trung hiếu, dẫn đường cha mẹ rời xa phiền não, thoát khỏi sinh tử, tu thành đắc đạo là đại hiếu. Hai là ân đức của chúng sinh. Chúng sinh là hết thành những người có mối quan hệ hàng ngày với chúng ta, là người nông dân trồng ra cây lúa cho ta có gạo ăn, là người công nhân sản xuất ra sản phẩm cho ta tiêu dùng, là người làm dịch vụ để ta được hưởng tiện nghi, là người cho ta chút cơm ăn khi lỡ độ đường, người giúp ta trong cơn hoạn nạn, người chia sẻ với ta khi có niềm vui. Tất cả đều có ý nghĩa với cuộc sống của ta, giúp ta sinh tồn và trưởng thành. Nên cần ghi nhớ để đáp lại, hãy mang tâm từ bi mà đối xử với chúng sinh, gieo thêm nghiệp lành là báo ân lớn nhất. Ba là ân đức của quốc gia. Quốc gia không chỉ đảm bảo sinh mệnh tài sản cho ta mà còn là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi gắn kết cộng đồng, tạo thành tình cảm thân thiết và có sức lan tỏa. Vì thế, báo ân quốc gia là trọng trách của mỗi cá nhân. Phật dạy 7 điều báo ân quốc gia, tôn trọng pháp trị, tuân theo đúng pháp luật, trọng đãi người tài để phát triển quốc gia, quan tâm tới người yếu thế để toàn dân bình đẳng, điều hành bằng thiện tâm, chú trọng điều thiện với dân, coi trọng phát triển kinh tế để cải thiện đời sống ngoại giao, ôn hòa, lấy hòa bình là nền tảng trọng yếu, thi hành dân chủ chính trị. Thi hành dân chủ pháp trị đến quyết định toàn dân đến ích lợi, chúng ta dựa vào quốc gia mà sinh tồn, cho nên hưng vong của quốc gia cũng liên quan tới hưng vong của bản thân và gia đình. 4 là ân đức của Tam Bảo. Tam Bảo cứu vớt chúng sinh, đưa đường chỉ lối cho con người đi về với Phật Pháp, Tam Bảo công đức vô lượng khôn cùng. Để báo đáp ân đức Tam Bảo, cần làm 3 việc cung cấp, nuôi dưỡng Phật, dâng lễ cúng dường, xây dựng chùa chiền, học Phật tính. Phật cung cấp nuôi dưỡng Pháp học và truyền bá Pháp của Phật để chúng sinh cùng biết, cung cấp nuôi dưỡng, tăng cúng dường, tặng đồ tôn trọng tăng không có 4 ân đức trên. Vì con người không thể tồn tại, nên đối với cha mẹ, chúng sinh quốc gia, Tam Bảo phải ghi khắc tâm can suốt đời báo đáp. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.